bây giờ rắc rối thay, xã hội bây giờ tiền trao tay, người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều, nghịch cảnh giả vờ như không thấy, còn đâu những khát khao được bay, vui đùa cùng gió chạm ngàn mây, tung hoành thiên hạ giúp đỡ mọi người chính là giấc mơ của tôi đây.